Skincare time cùng chị Kiều nào các dì ơi. Hà Nội thì đã chuyển đông rồi, thời tiết thì đang khá lạnh, nhưng mà hàng ngày mình vẫn sẽ tắm cho em Kiều để da em luôn được sạch sẽ, loại bỏ được bụi bặm. Thời gian tắm sẽ được đẩy sớm lên tầm 3 giờ nè. Mùa đông da Kiều cũng sẽ khô và nhạy cảm hơn bình thường, thi thoảng còn mần đỏ vì lạnh quá nữa cơ. Thế nên là sau khi làm sạch da xong, mẹ cũng không thể bỏ qua được bước thoa kem dưỡng ẩm cho em Kiều đấy. Quên cái là da em sẽ bị khô ngay. Và sau khi 77-49 lần đổi rồi tham khảo thì trộm vía, mẹ Thủy cũng tìm được chân ái cho em Kiều, chính là kem dưỡng ẩm trẻ em Bobini Baby. Điểm khiến mẹ Kiều ưng là em này 93% thành phần từ thiên nhiên, như bơ hạt mỡ, yến mạch, hình thành lớp dầu tự nhiên cho làn da nhạy cảm của con, đến mức mà trẻ sơ sinh cũng có thể dùng được luôn. Mẹ Kiều tìm hiểu thì kem này được kiểm nghiệm da liễu là an toàn cho da bé nên càng thêm yên tâm đấy. Sau một thời gian sử dụng thì da em Kiều không những mềm mại mà còn khỏe hơn cơ. Vì em này có bổ sung thêm prebiotic tạo sự cân bằng tự nhiên của da, làm dịu kích ứng da luôn đấy. Kiều dùng em kem dưỡng ẩm này thì hàng ngày luôn. Mùa đông mà đã mê xỉu thế này rồi thì mùa hè tới mẹ vẫn dùng tiếp cho em luôn. Rồi tỉ bước skincare nữa nè, như là giơ lưỡi, vệ sinh mắt mũi, răng miệng. Rồi chúng ta đã có một em Kiều thơm mềm, mịn mượt và yêu ơi là yêu luôn này.